Tô Lâm đang đi theo vết xe đổ của Tổng Trọng, dựa vào Trung Quốc để mà nắm quyền lực. Việc các lãnh đạo Việt Nam dựa vào Trung Quốc để nắm giữ và duy trì quyền lực là điều rất phổ biến. Điển hình là trường hợp của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vươn lên nắm giữ quyền lực từ chú thất thế trước cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng trong nhiệm kỳ Tổng Bí thư đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải rơi nước mắt tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa 11 vào tháng 10 năm 2012 khi không thể xử lý kỷ luật được đồng chí X theo cách gọi của ông Trương Tấn Sang. Nhưng chỉ sau đó ít lâu, ông Nguyễn Phú Trọng với sự ủng hộ của Trung Quốc đã chiến thắng ông Nguyễn Tân Dũng tại cuộc đua tranh chức Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 12 vào tháng 1 năm 2016. Khi đó, Nguyễn Phú Trọng thắng Ba Dũng bởi nước cờ táo bạo quyết định dựa hẳn vào Trung Quốc để duy trì quyền lực độc tôn như đã thấy kể từ sau nhiệm kỳ Tổng Bí thư thứ hai từ năm 2016 cho đến nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Vào ngày 25 tháng 12 năm 2015 trước đó, trước ngày khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14 khóa 11, kỳ họp Trung ương cuối cùng để kết thúc vấn đề nhân sự cho chiếc ghế Tổng Bí thư, ông Trọng quyết định cử Nguyễn Sinh Hùng, lúc đó là Chủ tịch Quốc hội, bí mật sang Trung Quốc, hội kiến với lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc để báo cáo tình hình và thực tế là ông Trọng khó có thể thắng được Ba Dũng trong cuộc chạy đua vào ghế Tổng Bí thư. Lập tức, ngay sau đó, Nhân đại Toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc khẩn trương ra nghị quyết cho phép Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc được phép đưa quân đội ra nước ngoài để bảo vệ thành quả xã hội chủ nghĩa. Khi đó, cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã nhận ra Tổng Trọng dựa vào ngoại bang để chơi sát ván với mình. Nên Nguyễn Tân Dũng chấp nhận thua cuộc, quyết định rút tên khỏi danh sách ứng cử về hưu làm người tử tế. Đó là lý do vì sao Nguyễn Phú Trọng, một người được cho là nhờ may mắn mới được ngồi vào chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng lần thứ 11 vào năm 2011, lại nắm giữ và củng cố được quyền lực. Thực tế, năng lực và tài cán của vị nguyên Chủ tịch Quốc hội, cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội này đâu có gì xuất sắc. Kể từ sau Đại hội 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nổi lên và trở thành một lãnh đạo có quyền lực tuyệt đối, nắm quyền sinh, quyền sát trong Đảng. Có thể nói không ngoa rằng, ông Trọng cho ai sống thì người đó được sống. Ông Trọng bắt ai chết thì người đó buộc phải chết, không được phép bị thương. Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm và ông Trần Văn Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 14 tháng 9 tại Bắc Kinh. Bài học dựa vào Trung Quốc để nắm quyền lực đến mức tuyệt đối của Tổng Trọng đã hấp dẫn Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Theo giới quan sát, gần đây ông Tô Lâm có nhiều biểu hiện thân với Trung Quốc hơn mức bình thường. Không chỉ là chuyện là một ngày sau khi chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden đến Việt Nam vào trung tuần tháng 9 kết thúc, thì người ta đã thấy ông Tô Lâm lập tức có mặt ở Bắc Kinh. Chuyến đi ấy, Tô Lâm còn nhanh chân hơn cả Thủ tướng Phạm Minh Chính, người cũng sang Trung Quốc sau đó chỉ vài ngày. Trên mạng xã hội đang bàn tán về chuyện Bộ Công an xử lý vấn đề an ninh năng lượng ngay sau khi cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 5 cán bộ của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn trong một status với tiêu đề Mũi tên hai đích đã nhận xét rằng việc bắt bớ những nhà hoạt động môi trường tình cờ đang phục vụ cho lợi ích của Bắc Kinh. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, ông Đại tướng Tô Lâm. Bộ Công an bắt bà Ngô Thị Tố Nhiên, người được coi là một chuyên gia chứ không phải nhà hoạt động về môi trường và có vẻ không liên quan đến việc bắt 5 lãnh đạo của các tổ chức phi chính phủ bảo vệ môi trường trước đó. Đây là vấn đề liên quan đến an ninh năng lượng và quyết định của Việt Nam sẽ lựa chọn Trung Quốc hay Mỹ đây. Cụ thể, Mỹ và phương Tây muốn hỗ trợ Việt Nam để đảm bảo an ninh năng lượng theo hướng chuyển đổi sang năng lượng sạch một cách nhanh chóng. Trong khi Trung Quốc là đối tác cung cấp các nhà máy nhiệt điện than hàng thập kỷ qua ở Việt Nam với những hồ sơ môi trường đầy tai tiếng gây bệnh khắp từ Bắc đến Nam cho người dân Việt Nam. Với Trung Quốc, việc Bộ Công an tăng cường bắt bớ các nhà hoạt động môi trường thì lại có lợi cho họ. Trong lĩnh vực năng lượng, điều này đã đẩy Hà Nội gần lại với Bắc Kinh hơn. Nếu Bộ Công an phá hoại quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ một cách lộ liễu thì dễ bị phê phán, nhưng họ đã chọn cách kín đáo hơn là bắt bớ những nhà hoạt động nhân quyền và môi trường, vừa được tiếng bảo vệ chế độ, vừa là cách cản trở Việt Nam gần lại với Mỹ hơn.
người ta hy vọng tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 được tổ chức vào đầu năm 2026 sắp tới, ban lãnh đạo Bắc Kinh sẽ ưu ái dành cho Tô Lâm chiếc ghế tổng bí thư, kể cả khi việc này làm Tổng Trọng không hài lòng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tô Lâm đang theo xe vết xe đổ của Tổng Trọng dựa vào Trung Quốc để mà nắm quyền lực. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin hàng loạt bê bối của lãnh đạo Bắc Ninh bị vạch trần sau vụ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra dùng bằng giả phần 2. Vẫn liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Công Thắng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bắc Ninh, người đã bị ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh kết luận khi bảo vệ luận án và nhận bằng tiến sĩ, ông Thắng đã sử dụng giấy công nhận văn bằng giả, rồi sau đó dùng bằng tiến sĩ giả để thi nâng ngạch. Cũng xin nhắc lại, ông Nguyễn Công Thắng là con trai của cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Công Ngọ, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng. Sau khi xảy ra vụ bê bối này, Thời báo .d đã nhận được đơn tố cáo và kiến nghị đề nghị Tổng Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho xác minh và làm rõ về vụ việc này. Ông Nguyễn Công Thắng được bổ nhiệm giữ nhiều chức vụ quan trọng ở các địa phương và tỉnh Bắc Ninh. Thời báo .d chưa có điều kiện để mà kiểm chứng chính tính xác thực của tài liệu, nên giới thiệu với một thái độ hết sức thận trọng và dè dặt tới khán thính giả. Lá đơn cho biết gia tộc Nguyễn Công Ngọ nổi tiếng ở Bắc Ninh. Ông Nguyễn Công Ngọ nguyên là phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từng là bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh từ năm 2007 cho đến năm 2011. Những khuất tất liên quan đến ông Nguyễn Công Ngọ và gia tộc Nguyễn Công mà lá đơn này tố cáo bao gồm: thứ nhất là biệt phủ Nguyễn Công Ngọ ở Hạp Lĩnh, Tiên Du, Bắc Ninh, được ví như cung hòa thân phiên bản Kinh Bắc. Thứ hai là sự kiện bán nhà khách tỉnh ủy ở đồi Pháo Thủ cho công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng ở Bắc Ninh. Thứ ba là con trai Nguyễn Công Thắng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bắc Ninh, dùng bằng thạc sĩ giả. Thứ tư là con rể ông Nguyễn Công Ngọ là ông Nguyễn Trọng Bình, phó giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh, sử dụng bằng giả, đã nghỉ việc. Thứ năm là con rể Trịnh Hữu Hùng, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, sử dụng bằng không hợp pháp để thi nâng ngạch và bị phát hiện. Ngoài ra, con cháu họ hàng của Nguyễn Công Ngọ đang công tác ở những cơ quan, đơn vị sự nghiệp khác nhau của tỉnh Bắc Ninh và các huyện trong tỉnh gồm một danh sách tới 24 người, đa phần đều học đại học tại chức, sau đó một số ít đi học thạc sĩ để xóa dấu vết bằng đại học tại chức. Chúng ta thử làm một phép tính nhỏ. Nguyên nhà ông cựu bí thư đã từng ngần này người con người trong bộ máy công quyền, còn các ông bà khác của bộ máy cũ còn tồn động ở các ông bà các thời kỳ trước nữa thì nó nhiều vô kể. Vậy cánh cửa của bộ máy công quyền có còn chỗ cho con của những thân dân thường học thật mà có thực tài hay không? Nguyễn Công Ngọ, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, là cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh giai đoạn 2007-2011. Câu hỏi đặt ra là ai đã bố trí để ông Nguyễn Công Thắng giữ các chức vụ quan trọng trong đảng bộ của tỉnh này? Vì sao đảng lại bố trí một người sử dụng hầu hết các bằng cấp giả do đi mua từ đại học Đông Đô và chức lãnh đạo? Đặc biệt, ông Nguyễn Công Thắng làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh, là một cơ quan thực hiện chính sách. Như lời ông Hồ nói rằng, làm công tác kiểm tra của đảng là giữ cho đảng ta luôn chuẩn mực, luôn là đạo đức, là văn minh. Tại sao lại để Nguyễn Công Thắng leo cao, chui sâu đến như vậy? Trong khi gần đây thầy dạy lái xe mô tô của cô người mẫu Ngọc Trinh đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì sử dụng giấy đăng ký xe giả. Vậy Nguyễn Công Thắng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bắc Ninh, sử dụng bằng thạc sĩ giả thì bao giờ bị khởi tố, bắt tạm giam đây? Việc cán bộ lãnh đạo sử dụng bằng cấp giả không hợp pháp không chỉ là xử lý kỷ luật là xong, mà đề nghị cần phải xử lý hình sự theo khoản 1 điều 1341 Bộ luật hình sự năm 2015. Nếu không thì sẽ nhờn. Được biết hiện nay Nguyễn Công Thắng mới đang bị xem xét kỷ luật, và ông này là con của ông Nguyễn Công Ngọ, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh, nên những người đứng đơn kiến nghị lo ngại vụ việc sẽ bị chìm xuống. Lá đơn đề nghị ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 giải quyết những kiến nghị của họ và trả lời cho công luận được rõ thêm. Cựu hiệu trưởng Đại học Đông Đô nếu không cấp bằng giả thì sẽ bị đuổi việc. Báo Tuổi Trẻ bằng 23 tháng 12 năm 2021 cho biết, cựu hiệu trưởng Đại học Đông Đô nói rằng nếu không cấp bằng giả sẽ bị đổi việc. Theo đó, cựu hiệu trưởng Đại học Đông Đô
bị cáo Dương Văn Hòa nói như vậy. Việc cấp bằng giả là chủ trương ông Trần Khắc Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đã bỏ trốn. Ông Hòa giữ chức vụ hiệu trưởng, nếu không làm theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị thì sẽ bị đuổi việc luôn. Tóm lại, dư luận cho thấy rằng những sai lầm trong công tác quy hoạch bổ nhiệm cán bộ hiện nay đã hợp thức hóa và để cho chế độ phong kiến kiểu mới núp bóng dưới thủ tục xem xét lý lịch khi bổ nhiệm cán bộ quay trở lại. Chỉ có các gia đình quan chức hưởng lợi không chỉ về tiền bạc mà còn cả về quyền lực để đè đầu cưỡi cổ nhân dân cả nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin hàng loạt bê bối của lãnh đạo Bắc Ninh bị vạch trần sau vụ chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dùng bằng giả. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.